Xin chào các bạn, tôi là Đăng đến từ công ty khoa học IDC Việt Nam. Hôm nay trong bản tin IDC News, tôi xin hiểu bạn một chương trình rất đặc biệt, đó là chương trình về trường Cornwall Anglican Catholic High School đến từ tổ chức du học A&B. Thì A&B là tổ chức đã có tồn tại trên 23 năm và có kinh nghiệm đưa rất nhiều du học sinh từ nước ngoài đến Mỹ học. Trường Cornwall Anglican là trường có liên kết độc quyền với tổ chức A&B. Hôm nay tôi có mời được cô đại diện Monica Bion của tổ chức A&B đến đây để giới thiệu cho các bạn về chương trình này của trường này. So hello, this is Bion. Nice to meet you. Nice to meet you too. So can you introduce a little bit about the Cornwall Anglican Catholic High School? Yes. Cornwall Anglican Catholic High School is located in Pennsylvania, but it's nearby New York. It takes only 1.5 hours, and also the Cornell Egan School is between Princeton University and the University of Pennsylvania. Only 30 minutes nearby school. And also the Cornell Egan Catholic High School provide 24 dual credits. So the professor from university and will teach the student, and students will get a dual credit. So most universities they accept dual credit, but even though some schools has a lot of AP courses, some universities they don't accept AP courses, but most universities they accept college credit they got on at high school. I know this school's tuition fee and program fee, and including the meals and the accommodation provided by A&B. So it's gonna be about $39,500 a year. Yes. So, but is there any scholarship you gave to the student to reduce this price? We offer scholarship for Vietnamese student only from $10,000 to $12,000. We will review the school transcript, and also we're gonna review their English score, like IELTS or TOEFL score. But we will focus on the interview. So, what is the deadline to apply for this scholarship? It looks very promising for Vietnamese students. First time we're gonna offer scholarship who will apply before April, but also we can open at the end of May. So fantastic. So we can still apply for student until the end of May, right? Mm-hmm. And I know the dormitory is operated by A&B. Mm-hmm. So what is so special about your boarding program? A&B Education will manage and arrange organize everything for the dormitory for the Cornell Egan Catholic High School. And dormitory is located on the campus, and we will provide our specialties. We provide Asian food, Asian food, and the Western food too, and not like other boarding school program, other boarding schools. So other boarding schools, they only provide Western food. So some Asian students, they are bored to eat their Asian food sometimes. So I heard some Asian students, they deliver their food for themselves. So, but we hire the chef who can cook Asian food like Vietnamese, Korean, Chinese, and also she can cook Western food too. So also we provide activities during the weekend, and student can go to the mall every weekend. And so we're gonna provide a college tour too, because Cornell Egan High School is nearby many Ivy League universities. University of Pennsylvania, Princeton University, and Columbia University, NYU. Thank you, Ms. Bion, for your presentation about this school. I think this is one of the best schools with that prize in this area, because I know Pennsylvania and New York area school is very expensive. Yeah, right. Thank you. Yeah. Also, this school facilities is really renovated, and also the
dormitory is renovated too. One of alumni donated 5 million. Oh, really? Yes. 5 million to renovate the school? Yeah. Really nice. Thank you for coming here and show all the students and parents about your wonderful school. Đó là buổi phỏng vấn với cô Bill. Vì tôi rất muốn giới thiệu trường này cho các bạn, bởi vì cái trường Cornell Eagan Catholic High School thực sự là một trường rất là tốt ở trong cái tầm giá của nó. Thực sự là với mức giá này ở khu vực Pennsylvania thì bạn có thể tìm một trường nào có giá tốt hơn, mà có dorm rất là xịn và cơ sở vật chất thì vừa mới được nâng cấp xong. Ngoài ra thì trường còn có các chương trình học song song tín chỉ với đại học dual credits, và cũng như là trường này nằm ở một vị trí rất là thuận tiện để cho các bạn có thể đến thăm hoặc là các bạn có thể đi thăm các trường đại học ở quanh đây. Là thực sự là một cơ hội rất là hiếm có, vì trường hiện tại đang cho học sinh Việt Nam đến 12.000 đô tiền học bổng, một số con số rất là lớn so với cái mức học phí này. Xin chào, cảm ơn.